Các bài đọc ngày Chủ nhật thứ ba mùa chay Nam B. Bài đọc 1. Trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: Ta là Thiên Chúa ngươi, Đấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt ta. Đừng chạm trổ, tượng gỗ, hay vẽ hình các vật trên trời, dưới đất, trong nước, dưới lòng đất. Đừng thờ lạy và phụng sự các hình tượng ấy. Vì ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, Chúa hùng mạnh, Chúa ganh tị, trừng phạt con vì tội lỗi cha cho đến 3-4 đời. Những kẻ ghét ta, ta tỏ lòng nhân lành đến ngàn đời đối với những ai kính mến ta và tuân giữ các giới răn ta. Ngươi đừng lấy danh Chúa, Thiên Chúa ngươi mà lường gạt. Vì Chúa không thể không trừng phạt kẻ nào lấy danh người mà lường gạt. Ngươi hãy nhớ thánh hóa ngày Sa-bát. Ngươi làm lụng và làm tất cả mọi việc trong 6 ngày. Còn ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, thì thuộc về Chúa, Thiên Chúa ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai con gái, tôi tớ nam nữ, súc vật, ngoại kiều trọ trong nhà ngươi, tất cả không được làm việc gì. Vì trong 6 ngày Chúa đã tạo dựng trời đất, biển và tất cả mọi vật trong đó. Rồi người nghỉ trong ngày thứ bảy, cho nên Chúa chúc phúc và thánh hóa ngày Sa-bát. Ngươi hãy tôn kính cha mẹ để ngươi được sống lâu dài trong xứ mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi. Ngươi chớ giết người, chớ phạm tội ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối hại anh em mình, chớ tham lam nhà của kẻ khác, chớ ham muốn vợ bạn hữu, tôi tớ nam nữ, bò lừa và bất cứ vật gì của bạn hữu. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 18. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh. Chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can. Mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời. Phán quyết của Chúa chân thực, công minh hết thảy. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Lỡ những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cá vàng ròng, ngọt hơn mật và hơn cá mật tàng ong. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Bài đọc 2. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô, 1 Côrintô chương 1. Anh em thân mến, các người Do Thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan. Còn chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá. Một cớ vấp phạm cho người Do Thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, thì Ngài là Đức Kitô, quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Chúa Cha.
Vì sự điên rồ của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúc tụng Chúa Đức Giêsu Kitô, Vua vinh hiển muôn đời. Chúc tụng Chúa Đức Giêsu Kitô, Vua vinh hiển muôn đời. Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Chúc tụng Chúa Đức Giêsu Kitô, Vua vinh hiển muôn đời. Phúc âm Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 2. Lễ vượt qua của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chấp thay dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán." Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi." Bấy giờ người Do Thái bảo người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy." Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ dựng lại." Người Do Thái đáp lại: "Phải 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông sẽ dựng lại trong 3 ngày ư?" Nhưng người có ý nói đến đền thờ là thân thể người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó nên đã tin kinh thánh và tin lời người đã nói. Trong thời gian người ở lại Jerusalem mừng lễ vượt qua, nhiều kẻ tin danh người vì mục kích những phép lạ người làm, nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ. Vì người biết tất cả mọi người và không cần ai làm chứng về người nào. Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.